Siri máy tính Chiến Khang xin chào. Lại tiếp tục là một sản phẩm nữa của ASUS, đó là ASUS OX360 UAK, phiên bản màu vàng và màu xám ngày hôm nay sẽ ra mắt quý vị. OX360 UAK kết hợp sự tinh tế lịch lãm của dòng doanh nhân Zenbook cùng với khả năng biến hình 360 độ độc đáo. Đây là một chiếc laptop với thiết kế thời trang siêu mỏng nhẹ, chất lượng gia công tinh xảo, đồng thời lại là một chiếc máy tính bảng tiện lợi. OX360 UAK được chế tác toàn bộ bằng nhôm cao cấp và chỉ nhẹ 1,27kg để có thể được mang đi một cách dễ dàng. Nắp máy được trang trí họa tiết vân tròn đồng tâm phản chiếu ánh sáng rất là đẹp mắt và nổi bật. Với cơ chế bản lề nhiều bánh xe, có thể giữ nguyên màn hình ở mọi góc độ. OX360 UAK là chiếc laptop light tablet có khả năng xoay gập đến 360 độ cùng nhiều chế độ sử dụng khác nhau. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao hiệu suất làm việc. Đi tìm hiểu về chế độ tablet, máy có thể xoay 360 độ để trở thành một chiếc máy tính bảng, màn hình lớn 13.3 inch, hỗ trợ nhu cầu giải trí của bạn. Chủ đề màu sắc được lấy cảm hứng từ trang sức, có hai sắc thái trên phiên bản này đó là màu xám và màu vàng hồng. Phiên bản mà An Khang đang có đó chính là màu vàng hồng, bậc thầy trong việc che giấu vân tay. Bàn phím liền mạch của Zenbook OX360 là một tuyệt tác về thiết kế công thái học cho trải nghiệm đánh máy tốt hơn, mặc dù hành trình phím hơi ngắn. Có đèn nền để sử dụng vào ban đêm, khi bạn gập máy sang chế độ máy tính bảng, bàn phím và chuột sẽ tự động được khóa lại. Sản phẩm sử dụng công nghệ loa phát triển của Harman Kardon cho chất lượng âm thanh tốt, âm lượng vừa đủ để sử dụng dù máy khá là mỏng nhẹ. Một sự kết hợp giữa vị trí loa ở đáy mang đến âm thanh vang xa hơn. Còn thời lượng pin của máy thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi máy có thể hoạt động đến 10 tiếng đồng hồ. Để làm việc trong lúc đang di chuyển, bạn cần kết nối với mọi thứ. OX360 UAK sở hữu cổng USB Type-C hiện đại cho những kết nối đa năng và tốc độ truyền tải siêu nhanh. Bạn cũng sẽ thấy hai cổng USB 3.0, một cổng HDMI, jack âm thanh và một khe đọc thẻ nhớ SD. Cạnh trái chính là khe tản nhiệt, đèn tín hiệu pin, nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Zenbook OX360 sẽ làm hài lòng bất cứ bạn nữ nào khó tính nhất. Bộ vi xử lý Intel Core i5 của sản phẩm sẽ cho phép bạn xử lý nhanh mọi tác vụ điện toán hàng ngày một cách dễ dàng. Với RAM lên đến 8GB, ổ SSD 256GB siêu nhanh, Zenbook OX360 sẽ không bao giờ bắt bạn phải chờ đợi. Khả năng làm việc đa nhiệm dễ dàng, phát video mượt mà và Windows 10 bản quyền là hệ điều hành mới sẽ chuyển đổi tự động để phù hợp với cách làm việc của bạn. Chế độ laptop được tối ưu cho bàn phím và chuột, còn chế độ máy tính bảng được tối ưu cho cảm ứng. Sản phẩm còn được trang bị Wi-Fi AC mới nhất với tốc độ siêu nhanh lên tới 867 m/s. Tốc độ này nhanh hơn gấp 3 lần so với thế hệ cũ và có tín hiệu mạnh hơn, ổn định hơn. Trên đây là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Bạn có thể truy cập vào website ankhang.vn hoặc tới địa chỉ 210 Đại Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!